Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh lớp 1 của cô Quế. Và ngày hôm nay thì cô sẽ đồng hành cùng với các em trong bài số 9 In the shop, ở trong cửa hàng. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về các từ vựng ở trong một cửa hàng hay bày bán. Và các từ đó đều có chứa chữ cái O trong tiếng Anh. Mà trước hết chúng ta cùng xem trong bảng chữ cái tiếng Anh thì chữ O nằm ở vị trí nào nhé. Đây là bảng chữ cái tiếng Anh mà chúng ta hay gặp đúng không nào? Chữ O đó, mình đã tìm thấy chữ O nằm ở đâu chưa? Rồi, là chữ cái thứ hai trên hàng thứ ba đúng không nào? Đây là chữ O, O tròn như quả trứng gà. Chữ O trong tiếng Anh giống hệt chữ O trong tiếng Việt. Tuy nhiên thì cái cách nói của chữ O trong bảng chữ cái thì có hơi khác một chút. Ví dụ như là chữ O trong bảng chữ cái tiếng Anh mình sẽ nói là O, O. Tuy nhiên khi ghép vào từ hay là vào câu thì chữ O mình sẽ vẫn đọc là O nhé. Bây giờ các em sẽ cùng với cô Quế mình sẽ học một số từ vựng có chứa chữ O ở trong này được không nào? Từ đầu tiên, cái chổi để mình quét nhà hay lau nhà ấy, đây là cái chổi để mình lau nhà. Chổi mình hay dùng để lau nhà mình sẽ gọi là mop. Mop. Phiên âm của nó thì là chữ A rồi hai chấm, nhưng mà khi mà đọc thì các em mới đọc giống như chữ O trong tiếng Việt nhé. Lần mình cùng nói lại nhé, một cái chổi mình sẽ nói là mop. Mop. Very good. Và đây thì cô Quế có ghi thêm một cái dạng nữa của từ này là dạng số nhiều của nó. Ví dụ khi mình muốn nói nhiều cái chổi hay là những cái chổi mình sẽ dùng là mops. Mops. Em nhớ nhá, ở đây có chữ cái s và chữ s, cho nên mình cũng sẽ bật âm s ra nhá. Mình cùng nói lại, cả những cái chổi hay là nhiều cái chổi mình sẽ nói là mops. Mops. Đúng rồi, và trong một cửa hàng thì chắc chắn họ không bao giờ chỉ bán một cái chổi hay là một một đồ vật nào đấy. Vậy nên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học về không những về các đồ vật mà còn dạng số nhiều của nó nữa. Các em ơi, mình hãy lấy giấy bút ra để mình ghi nhanh từ này xuống vở nhé. Rồi, bây giờ cả lớp mình sẽ cùng nói lại. Từ một cái chổi mình sẽ nói là mop. Mop. Nhớ là chổi lau nhà nhé. Và những cái chổi lau nhà mình sẽ nói là mops. Mops. Very good. Ok, next one. Tiếp theo, các em nhớ này, có những cái âm mà nó hơi khác một chút so với tiếng Việt, nhưng mà các em cứ làm quen và tập bắt chước theo cô nhé. Việc đơn giản của việc học ngôn ngữ chỉ đơn giản là mình nghe nhiều và mình bắt chước và mình nói nhiều, tự nhiên mình sẽ nói tốt. Ok, tiếp theo, bây giờ mình sẽ cùng đến với từ thứ hai. Rồi, cái nồi, đây là cái nồi đúng không nào? Cái nồi trong tiếng Anh mình sẽ nói là pot. Pot. Very good. Và những cái nồi mình sẽ nói là pots. Pots. Các em lưu ý một chút nhé, trong tiếng Anh thì có âm gì thì mình sẽ bật hết những âm đấy ra, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt là các âm đấy không được bật ra thôi. Còn về cơ bản là toàn bộ các âm trong tiếng Anh, dù nó ở vị trí đầu hay là cuối, thì mình đều sẽ bật hết ra nhé. Ví dụ ở đây, từ pots có âm T ở cuối đúng không nào? Hay là như từ mop có âm P ở cuối, mình cũng sẽ bật hết các âm này ra. Bây giờ lớp mình cùng nói lại nhé. Một cái nồi mình sẽ nói là pot. Pot. Very good. Nồi này thì thường sẽ dùng để nấu luộc hầm. Tiếp theo, những cái nồi mình sẽ nói là pot. Pot. Ở đây sẽ có hai âm ở cuối, đó là âm T và âm S. Các em mình sẽ bật âm T ra này, sau đó mình kéo dài âm S ra. Lớp mình cùng nghe kỹ cô bật để bắt chước theo cô nhé. Pot. Pot. Good job. Ok, the next one, number 3. Tiếp theo, từ số 3. Rồi, đây là những cái bình hay những cái chai đúng không nào? Nó thường sẽ dùng làm bằng thủy tinh hay là làm bằng nhựa. Mình đều sẽ gọi chung là bottle. Bottle. Đây là cái bình hay là cái chai. Tiếp theo, dạng số nhiều của nó. Mình đã không bật âm S ở đây nữa, mà mình sẽ nói là âm Z, âm Z. Rồi, các em ơi, mình cùng bật với cô nhé. Những cái chai, những cái bình mình sẽ nói là bottles. Bottles. Very good. Ok, next one, number 4. Rồi, và từ cuối cùng ngày hôm nay, những cái hộp đúng không nào? Những cái hộp làm bằng bìa cắt tông hay là những hộp quà, mình sẽ đều gọi là box. Box. Đây là hộp. Một cái hộp mình sẽ nói là box. Tiếp theo, những cái hộp, nhiều cái hộp, mình sẽ nói là boxes. Boxes. One more time, một lần nữa nhé. Một cái hộp mình sẽ nói là box.
box và những cái hộp, nhiều cái hộp mình sẽ nói là boxes, boxes. Very good. Tiếp theo bây giờ là mình sẽ cùng chuyển đến các câu trong bài ngày hôm nay nhé. Cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện nói các câu trong bài ngày hôm nay. Mình sẽ học về cấu trúc câu, đó là there are, there are có nghĩa là có một cái gì đó. Bây giờ mình sẽ cùng đếm xem ở trong bức tranh này có bao nhiêu cái chổi được không nào. Rồi, theo như cô Quế nhìn thấy ở đây có khoảng 6 cái chổi. Bạn nào đếm được nhiều hơn không? Ok, và bây giờ mình muốn nói có nhiều cái chổi, mình nói chung có nhiều cái chổi. Mình sẽ nói là mops. Mops. Không biết là có 1, không biết là có 2 hay là có 3, có 4, có 5 hay là 6 cái chổi cho nữa thì mình vẫn dùng là mops. Các em nhớ nhá, cứ nhiều hơn 1 thì mình sẽ dùng dạng số nhiều, mình thêm chữ SC ở đây. Thế thế nào? Nhiều cái chổi sẽ là mops. Mops. Very good. Tiếp theo, có nhiều cái chổi mình sẽ nói là gì nhỉ? There are mops. Again. There are mops. Các em ơi, vừa nãy là cô đã tuôn chậm khẩu hình lại một chút. Các em có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của cô ở từng âm một nhé. Đây là cái cách mà người nước ngoài bật các âm này ra để nói vào từ. Nhưng mà khi mà họ nói thì thường sẽ tốc độ nó khá là nhanh và mình rất là khó để bắt được cái khẩu hình của họ. Vì thế nên là mình sẽ cần phải tập từng bước một và mình sẽ tập từ tốc độ chậm trước. Thì bây giờ là mình sẽ cùng nói chậm lại từng câu, từng từ một cùng với cô nhé. Ok, rồi, lớp mình còn nói lại nhé. Có những cái chổi hay là có nhiều cái chổi mình sẽ nói là there are mops. Very good. Tiếp theo, rồi có những cái xa xa mình có những cái nồi đúng không nào? Từ những cái nồi trong tiếng Anh mình sẽ nói là pots. Pots. Very good. Và cả cụm mình có, cả cụm có những cái gì đó mình sẽ dùng là there are. Again, there are. Good job. Bây giờ mình sẽ ghép vào cả câu nhé. Có những cái nồi mình sẽ nói là there are pots. Again, there are pots. Very good. Next, tiếp theo. Có những cái chai hay là những cái bình đúng không nào, là bằng thủy tinh hoặc là bằng nhựa. Thì ở đây trong hình các bạn có thể nhìn thấy là đây là những cái chai nước rửa bát hay là những chai lau sàn nhà đúng không nào. Rồi, và những cái chai, cái bình mình sẽ dùng là bottles. Bottles. Very good. Ghép cả câu nhé. Có những cái bình hay những cái chai mình sẽ nói là there are bottles. Again, there are bottles. Good job. Tiếp theo, câu cuối cùng. Phía trên đó là những cái hộp làm bằng bìa đúng không nào? Hay là bằng giấy, thế thì mình sẽ có những cái hộp sẽ là boxes. Boxes. Các em nhớ nhá, bởi vì từ box tận cùng của nó là ở một âm SC rồi. Vậy nên là khi mà mình thêm dạng số nhiều của nó ấy, mình sẽ thêm âm is ở đằng sau. Và cả từ lúc ấy mình sẽ nói là boxes. Boxes là những cái hộp. Và cả câu có nhiều cái hộp mình sẽ nói là there are boxes. Very good. Again, there are boxes. Good job. Các em ơi, bây giờ là mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập ở trong cuốn sách này nhé. Unit 9 in the shop. Là mình sẽ cùng dở trang số 33. Và là mình sẽ làm phần đầu tiên. Lesson 1, activity 1. Listen, point and repeat. Là mình sẽ cùng lắng nghe audio này. Mình chỉ vào các đồ vật được nhắc tới và hãy nhắc lại nó nhé. Các em mình sẽ mở audio số 38 và mình cùng lại nghe phần đầu tiên này nhé. Page 33. Unit 9. In the shop. Lesson 1. Okay. Activity 1. Listen, point and repeat. Okay. Let's go. Bắt đầu nhé. Oh. Here. Oh. Oh. Ah. Boxes. Boxes. Mops. Mops. Bottles. Bottles. Pots. Pots. Okay, very good, everyone. Page 34.
Listen. Rồi, tiếp theo, bây giờ là mình sẽ cùng sang trang nhé. Số 34, Lesson 2, ở phần số 2. Các em hãy nhìn kỹ nhé, ở phần 2. Activity 2, hoạt động số 2, point and say. Là mình sẽ cùng nhớ xem là có 4 đồ vật nào ngày hôm nay được nhắc tới nào. À đúng rồi, có mops, có boxes, có bottles và pots, đúng không nào? Bây giờ là mình cùng tìm xem các đồ vật này ở đâu và cùng nhắc lại nhé. Ok, xem nào. Look at the cage here. The carriage. Here is the carriage. Đây là một cái rổ hàng, đúng không nào? Ở trong siêu thị thường là mình hay đựng hàng mà mình chuẩn bị mua vào đây. Rồi, các em hãy tìm xem nhé. Đầu tiên, là mình sẽ dựa vào bài số 3, number 3, chant. Mình ôn lại các từ này nhé. Mops and pots sẽ xuất hiện đầu tiên, đúng không nào? Rồi, mình cùng tìm xem mops. Where are the mops? Here, đúng rồi, hai cái chổi ở đây rồi. Two mops. Tiếp theo, pots. Where are the pots? Đây rồi, đây là hai cái nồi màu đỏ và màu cam. Two pots. Next one. What about bottles and boxes? Thế còn những cái chai và những cái hộp thì sao? Where are the bottles? Bottles here. Đây rồi, có nhìn thấy hai chai nước từ bát đây rồi. Two bottles. Có hai chai nước từ bát. And boxes. Ooh, here. Can you see that? Đây, có hai cái hộp màu xanh lá cây hình con ếch. Two boxes. Rồi, là trong giỏ hàng của hai mẹ con, của bạn nhỏ này thì đều có mỗi thứ đều có hai cái, đúng không nào? Hai cái chổi này, hai cái nồi này, hai cái chai này, hai cái hộp này, đúng không? À, còn hai cái chảo ở đây nữa này các bạn ạ. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cùng đến với phần số 3, number 3, chant. Ở phần này các em cũng sẽ nghe theo cái đoạn hát này nhé. Nghe theo giai điệu của nó và cùng tập bắt chước theo. Và cố gắng là khi mà mình hát theo, mình cũng nhớ là bật hết các âm ra nhé. Ok, nào, let's go. Lesson 2, activity 3, chant. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 mops and pots. There are mops and there are pots. Oh, 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 bottles and boxes. There are bottles and there are boxes. Ok, good job everyone. Rồi, các em ơi, mình vừa lắng nghe xong giai điệu của bài hát trong phần số 3 này rồi, đúng không nào? Bây giờ lớp mình sẽ cùng đến với phần số 4, activity 4. Listen and tick. Rồi, đây là một trong những bài ưa thích của cô Quế luôn. Và cô tin là nhiều bạn sẽ thích phần này đấy. Lớp mình hãy cùng lệnh nghe này. Sau đó hãy xem từ nào được nhắc đến nhá. Trước tiên thì các bạn cùng xem trong hai ô số 1 và số 2 có những từ nào được nhắc tới nào. Ở ô số 1, đáp án A, mình sẽ có hai cái hộp, đúng không nào? Mình sẽ dùng là boxes. Very good, boxes. Hai cái hộp này. Thế thì đáp án B là gì nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Mops. Mops là hai cái chổi lau nhà. Next one. Tiếp theo ở ô số 2 thì sao? What about number 2? Pots. Good job. Pots. Và đáp án B là gì nhỉ? Bottles. Good job. Bottles. Ok. Rồi các em ơi, bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe đoạn audio nhé. Và xem mình sẽ chọn đáp án nào được không nào. Mình sẽ cùng đến với câu số 1. Page 34. Là mình sẽ mở audio số 40 nhé. Activity 4. Listen and tick. 1. They are mops. Oh. They are mops. So B, mops, những cái chổi lau nhà là câu trả lời chính xác trong câu số 1 này. Xin chúc mừng các bạn nhỏ nào đã tích vào đáp án B, đáp án B. Rồi, các bạn ơi, mình sẽ tích lại một lần nữa nhá. Này, và đáp án B ở đây. Bạn nào mà chưa tích được thì mình sẽ tích vào nhá. Ok, tiếp theo là mình cùng nghe sang câu số 2, bức tranh số 2 xem thế nào nhá. 2. They are pots. They are, các bạn có nghe là gì không nhỉ? Pots, đúng rồi, đó là những cái nồi. Pots, they are pots. Xin chúc mừng các bạn nhỏ đã khoanh đáp án A là đáp án chính xác. Rồi, làm việc cùng tích vào đáp án A ở đây nhá.
Very good everyone. Ok, giờ lớp mình sẽ cùng chuyển đến phần tiếp theo. Ở trang số 35, turn to page number 35. Lesson 3. Ở bài phần số 3 này mình sẽ có 3 hoạt động cuối cùng, đó là 5, 6 và 7. Ở hoạt động số 5, let's talk. Ở hoạt động này chúng ta sẽ cùng luyện nói với nhau nhé. Và mình ghép vào mẫu câu there are. Mẫu câu có những cái gì đó. Bây giờ lớp mình cùng nói lại các cụm từ này trước, sau đó mình ghép vào câu nhé. Ở đáp án A là từ là cụm gì nhỉ? Là từ gì đây? Đúng rồi, những cái hộp mình nói là boxes. Very good. Thế thì mình muốn nói có những cái hộp là gì nhỉ? There are boxes. Good job. Tiếp theo, B, đáp án B là gì đây nhỉ? Bottles. Đúng rồi, hai cái chai này không phải là hai cái chai bằng nhựa nữa mà là bằng thủy tinh đúng không nào? Và bằng nhựa là thủy tinh thì mình đều sẽ dùng là bottles. Again, bottles. Very good. Tiếp theo, bây giờ mình ghép vào cả câu các em nhé. Có những cái chai mình sẽ nói là there are bottles. Again, there are bottles. Good job. Tiếp theo, C, đáp án C là gì đấy nhỉ? Những cái nồi mình sẽ nói là pots. Pots. Good job. Và có những cái nồi mình sẽ ghép vào cả câu nhé. There are pots. One more time. There are pots. Good job. Và cuối cùng, ở tranh số, tranh thứ D, tranh chữ D này, mình sẽ có những cái chổi là gì nhỉ? Đúng rồi. Mops. Mops. Và có những cái chổi cả câu mình sẽ ghép lại là there are mops. Again, there are mops. Very good. Rồi các em ơi, bây giờ mình sẽ cùng đến với phần số 6 nhé. Look and write. Ở phần này là mình sẽ cùng luyện chữ cái O với dạng viết hoa và dạng viết thường. Hai dạng này gần như giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau về mặt kích thước mà thôi. Với dạng in hoa thì mình sẽ to hơn, mình viết trên 5 dòng kẻ, 5 dòng ô ly này đúng không nào? Và nhưng mà với dạng viết thường thì mình chỉ viết trên 2 ô ly thôi. Độ cao của nó là 2 ô ly, còn độ cao của chữ viết hoa là 5 ô ly. Các em lưu ý nhá. Và nhớ là chỉ có danh từ riêng, hoặc là khi mà cái từ đó đứng ở đầu câu thì các em viết hoa thôi, đấy chưa nào. Còn nếu như thế này thì mình sẽ viết thường, đúng không nào? Ok, bây giờ lớp mình cùng đến với phần cuối cùng. Activity 7, hoạt động số 7. Sing. Ok, so we will sing along together. Lớp mình sẽ cùng hát theo bài hát cùng với nhau nhé. Các em ơi, mình sẽ mở audio số 41 và cùng lắng nghe phần này nhé. Page 35, Lesson 3, Activity 7. Sing. Mops and pots, mops and pots. There are mops and there are pots. The mops and pots are in the shop. Bottles and boxes, bottles and boxes. There are bottles and there are boxes. The bottles and boxes are in the shop. Very good everyone, well done. Rồi các em làm rất là tốt. Đó, mình đã cùng nghe bài hát này một lần nữa và về nhà hãy tập hát theo nhiều hơn một chút nữa nhá. Cô tin là các bạn khi mà tập hát theo thì âm của bạn cũng sẽ tốt hơn đấy. Và khi mà các bạn nói thì các từ của mình nói nó sẽ hay và tự nhiên hơn rất là nhiều, được không nào? Và phần số 7 cũng là phần cuối cùng của bài số 9 ngày hôm nay rồi. Các em ơi, các em nhớ nhá, nếu như các em mà cảm thấy video này hay và có thể hỗ trợ cho mình trong việc học tiếng Anh ở trường thì các em hãy nhấn một nút like. Và nếu như các em muốn chia sẻ nó cho nhiều bạn bè để cùng học với mình hơn thì các em hãy ấn vào nút share nó nhá. Và một nút quan trọng nữa là nếu như mà các em cảm thấy thích, yêu thích kênh của cô Quế và muốn nhận được những cái thông báo mới khi mà cô đăng những cái video mới ấy, thì các em hãy ấn vào nút đăng ký hay subscribe, được chưa nào? Và bây giờ thì đến lúc cô Quế phải chào tạm biệt các em rồi. Okay, so now it's time to say goodbye. Goodbye, everyone. See you next time.